Công an phường Nam Dương, quận Hải Châu, Đà Nẵng vừa phối hợp với Ngân hàng Việt Á ngăn chặn một phụ nữ định chuyển 300 triệu đồng cho kẻ mạo danh công an để lừa đảo. Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 2 tháng 7, Công an phường Nam Dương nhận được tin báo của Ngân hàng Việt Á về việc bà TTN, 66 tuổi, trú Đà Nẵng, có mang 300 triệu đồng đến và yêu cầu chuyển vào một tài khoản của ngân hàng khác, tên chủ tài khoản TTN Quy Công Tin. Phát hiện sự việc có nhiều nghi vấn nên phía ngân hàng đã báo cho công an. Công an phường đã có mặt và trao đổi với bà N. Bà N cho biết là vào chiều cùng ngày, có một người gọi cho bà và tự xưng là cán bộ công an. Kẻ mạo danh này nói bà N có liên quan đến một tổ chức tội phạm và để chứng minh vô tội, bà phải nộp 300 triệu đồng vào tài khoản trên. Ngoài ra chúng còn yêu cầu bà N phải giữ bí mật, không được cho ai biết, nếu mà lộ thì bị bắt. Bản thân bà N ở một mình, không có thân nhân nên tâm lý rất hoang mang, sợ bị bắt nên đòi chuyển tiền cho người trên. Công an phường cùng với ngân hàng đã động viên bà N không thực hiện giao dịch. Cùng với đó, Công an phường Nam Dương đã liên hệ cảnh sát khu vực nơi bà N sinh sống để có giải thích thêm về thủ đoạn của những kẻ lừa đảo.